Tôi là cái người đó thích làm những cái việc chánh pháp, mà không phải là do cô muốn về, mà do chính má Bảy Phường Há, thầy tổ của mấy tụi cô và nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thành Châu, nghệ sĩ nhân dân Ba Dân, nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc, đó có thể nói là bốn ông tổ của nghệ thuật cải lương trước đây, trước 7 năm. Và cho đến bây giờ chúng tôi vẫn kính trọng như là vẫn còn thấy, bởi vì những cái lời dạy đó cho tới bây giờ vẫn còn sát sườn, vẫn còn đúng y như cái xã hội mà mình đang sống, chứ chưa có một chút nào lạc hậu. Đó là cái việc thứ nhất, con đi làm nghệ thuật, con hát cho người ta nghe, mà cái tiếng hát nó bắt đầu bởi cái âm thanh từ trong phổi, từ trong máu huyết của mình, từ trong cái tư tưởng của mình, từ trong cái tấm lòng của mình dành cho cuộc sống này như thế nào, thì cái âm thanh đó nó sẽ phát ra như thế. Cho nên cái người làm nghệ thuật trước nhất là phải thật với mình và thật với trời đất. Các con không có lý do gì phải sợ ai, là vì đây là một cái nghề cải lương, tức là ca kịch, ca trước khi kịch. Người ta ca hay á thì bầu gánh chuột về, và khán giả bỏ tiền mua vé, mua vé coi xong rồi người ta còn bỏ tiền ra để người ta tặng hoa cho mình nữa. Cho nên cái điều đó nó rất là chân thật và rất là cao quý. Nếu như tâm hồn mình có một chút bận nhơ, mình không xứng đáng có mặt trong nghệ thuật cải lương của dân tộc. Và đây là một cái loại hình nghệ thuật truyền thống, nhưng nó vừa hiện đại vừa bác học. Thưa với các con là như thế. Cho nên người làm nghệ thuật, người hát cải lương, đi ra đường tư cách phải đàng hoàng, nói năng phải có học, thì cái tiếng ca của mình phát lên nó có giá trị. Đó là nói sau này khi các bạn trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp. Còn trong cái cuộc thi này, chúng ta là thí sinh, các bạn đừng sợ mình ca không hay bằng những người khác. Và các con hãy để một cái tâm thái cực kỳ hồn nhiên, giữ sức khỏe thật tốt, đi ra một cái là ca trời đất gì cũng phải nín. Và điều đó không bao giờ có một người giám khảo nào dám chấm sai và oan ức với tụi con. Còn mang một cái tâm trạng mà sợ mình hát thua người này, sợ mình hát thua người kia, đi ra hồi hộp, quên tuồng, thì cái tiếng hát cất lên nó không ra gì. Người khác không thể cho điểm mình một cách hồn nhiên được. Đó là một. Và đây có con, cô xin nói với lại huấn luyện viên, chúng ta làm việc là vì phương tiện. Huấn luyện viên thay cho đài truyền hình để huấn luyện học trò, không có nghĩa là học trò của tôi phải hơn học trò người khác, hay là học trò của tôi không được thua học trò người kia. Bởi vì chỉ cần có một cái ý nghĩa như vậy thôi là mình không hồn nhiên. Và nếu huấn luyện viên không hồn nhiên thì làm sao thí sinh có thể hồn nhiên? Cô ngồi đây bao nhiêu lượt rồi, như anh Minh Hải nói, và lần này cô được phép nói chuyện với các bạn. Cô bày tỏ với các bạn rằng đây là một cái nghề mà các bạn muốn nổi tiếng thì phải hết sức chân thật với tấm lòng mình, hết sức chân thật với tâm hồn mình, hết sức biết ơn ông bà cha mẹ, biết ơn thầy tổ, và đặc biệt là biết thương những người nghèo trong cái xã hội này, biết cảm thông được người ta đang buồn cái gì đó, người ta như thế nào đó, để mình chia sẻ với người ta. Chỉ khi như vậy thì mấy con sẽ có một cái tiếng ca bằng ngàn vàng. Đó là điều mà cô muốn tặng cho các bạn. Và cảm ơn Minh Hải.